Xin chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump đã đến tham dự giải đua xe công thức 1 có tên gọi là Miami Grand Prix. Trước những tràng pháo tay vang dội, cùng với đội thực thi pháp lực xếp hàng trên đường phố vẫy tay chào ông, như đề ghép quê phán địch đã đưa tin là cựu tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật đã tới Miami để chuẩn bị cho giải đua xe công thức 1 Miami Fries năm 2024. Và nguồn tin cho biết là lực lượng thực thi pháp lực xếp hàng dài trên đường để chào đón cựu tổng thống Donald Trump khi ông đến sân bay quốc tế Miami. Và các sĩ quan vẫy tay và vỗ tay khi đoàn xe của Trump đi ngang qua. Đồng thời có một đám đông khổng lồ những người tham gia hét lên khi Trump đi ngang qua và họ reo hò chào mừng ngày tổng thống cảm ơn làm tốt lắm thưa ngài tổng thống làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và khi cựu tổng thống Donald Trump đã đến trong tiếng vỗ tay như sấm vào chủ nhật đám đông hô vang hoa Qua kỳ hoa kỳ hoa kỳ khi cựu tổng thống Donald Trump vẫy tay chào đám đông bên ngoài gara McLaren trên đường Pitland quý vị thì qua cái nguồn tin này cho chúng ta thấy là dù bất cứ nơi đâu khi cựu Tổng thống Donald Trump đến thì ông đều được chào đón bằng những tràng pháo tay như sắm của hàng nghìn người trong khi đó thì Tổng thống bãi Biden đến một cái cửa hàng tạp quá thì chỉ có 3 người đến để coi như là chào đón ông mà thôi thì trong khi đó là tất cả chúng ta còn nhớ rằng là Tổng thống bãi Biden là cái người nhận được 81 triệu phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử năm 2020 mong rằng tất cả mọi người hãy tham gia vào cái quá trình bầu cử để ngăn chặn được những vấn đề thao túng cũng như là gian lận cuộc bầu cử của năm 2024 này. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi bắt giữ cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith liên quan tới tài liệu mật tại Malago. Như The Gateway Pundit đã đưa tin là cựu tổng thống Donald Trump cuối tuần này đã kêu gọi bắt giữ cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith sau khi ông thừa nhận rằng ông đã nói dối với tòa án về các tài liệu mật bị thu giữ từ Malago. Và sau đây là những gì cựu Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên True Social. Thầy bắt giữ Jack Smith loạn trí anh ta là tội phạm. Jack Smith thừa nhận rằng anh ta đã nói dối với tòa về các tài liệu mật bị thu giữ từ Malago trong một kiến nghị được đệ trình vào tối thứ Sáu. Nguồn tin cho biết là cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith đã trả lời kiến nghị của đồng bị cáo của Trump là ông Walnader vì việc gia hạn thời hạn tiết lộ trong vụ án tài liệu mật. Hãy nhớ lại rằng Walnader là một cựu nhân viên tòa bạch ốc và là cựu chiến binh hải quân, là người từng làm việc cho cựu tổng thống Donald Trump và cũng từng là nhân viên riêng của ông tại Malago, đã bị tri tố cùng với cựu tổng thống Donald Trump vào năm ngoái. Và trong một kiến nghị được đệ trình vào ngày hôm qua, cố vấn đặc biệt là ông Jack Smith đã thừa nhận rằng Cục Điều tra Liên bang đã làm rối tung các hộp chứa tài liệu mật mà, mà họ thu giữ từ Malago của Trump. Và anh ta cũng không thể chắc chắn rằng thứ tự hoặc vị trí của tài liệu đúng theo thứ tự và vị trí gốc của nó. Đồng thời, trong một hồ sơ nộp vào ngày 1 tháng 5, luật sư của Warner tuyên bố rằng ông đã gặp khó khăn trong việc tham khảo và đối chiếu các tài liệu trong khám phá được phân loại và không được phân loại, bởi vì một số tài liệu trong các hộp bị tịch thu mà ông đã xem xét theo thứ tự nó hoàn toàn khác với nơi chúng xuất hiện trong bản quét nội dung của các hộp được tạo ra khi khám phá. Và Chuck Smith trong câu trả lời vào ngày hôm qua thừa nhận rằng cục điều tra liên bang đã di chuyển các tài liệu mật đi khắp nơi và theo một chú thích trong bản kiến nghị được the gateway pundit xem xét là cục điều tra liên bang đã làm rối tung các hộp chứa tài liệu mật mà họ thu giữ từ dinh thự Malago của Trump và bộ tư pháp trước đây đã bảo đảm với tòa án rằng việc đặt các tài liệu mật được giữ nguyên vẹn như ban đầu chúng được tìm thấy. Đó là điều họ đã nói dối. Và thêm vào đó, chính phủ thừa nhận rằng điều này không phù hợp với những gì các công tố viên đã hiểu và trình bày trước tòa án trước đây. Và đồng thời, nguồn tin cũng lưu ý rằng Bộ Tư pháp vào tháng 8 năm 2022 đã nói dối với tòa án khi họ tuyên bố rằng các giấy tờ màu đỏ, màu xanh lam và màu vàng hiển thị trong ảnh lan truyền của các tài liệu mật cho thấy tình trạng phân loại của chúng. Nhưng quá ra, chúng là những tờ giấy được Cục Điều tra Liên bang sử dụng để thay thế cái gọi là tài liệu mật. Và Cục Điều tra Liên bang cũng thừa nhận rằng họ đã làm hư tài liệu mật của cựu tổng thống Donald Trump và họ sử dụng các trang biệt cứng để làm chỗ giữ cho các tài liệu mật. Thưa quý vị, thì như tất cả chúng ta đều biết từ cái vụ kiện của Jack Smith chống lại cựu tổng thống Donald Trump cho đến nay thì dường như mọi chuyện nó đã phơi bày một cách rất là rõ ràng và thẩm phán Cannon à, dường như bà cũng rất là nực cười bởi vì bà đã tìm thấy mọi thứ trong cái vụ kiện này nó không có bình thường và nó có vẻ như quá lộ liễu cho nên sau khi mà thẩm phán Kennan phát hiện được cái một số việc trong cái uh, vụ kiện này nó không có bình thường thì bà chậm lại mọi thứ để bà tìm hiểu và đồng thời bà muốn phơi bày tất cả những cái vấn đề không bình thường. Và cho đến nay thì uh, thẩm phán Kennan cho rằng là cái vụ kiện này uh, có tính chất là báo thù và chọn lọc. Có lẽ là bà sẽ từ từ uh, đưa ra tất cả những cái chứng cứ nó không bình thường trong vụ kiện này và bà sẽ bác bỏ cái vụ kiện này bởi vì um, theo cái um, cái vụ kiện có nghĩa là đồng phạm của cựu tổng thống Donald Trump là one order và cái vụ kiện này uh, sẽ bị bác bỏ và nếu như cái vụ kiện này uh, bị bác bỏ thì chắc chắn là vụ kiện của cựu tổng thống Donald Trump kế tiếp mà thôi và ngay bây giờ thì uh, cục điều tra liên bang cũng như là cố vấn đặc biệt là ông chuck smith thì họ đã thừa nhận rằng là họ đã làm hỏng cái tài liệu mật của cựu tổng thống Donald Trump và có một cái điều cần lưu ý ở đây là sau khi cái cái vấn đề mà cố vấn đặc biệt là ông Chuck Smith thì ông thừa nhận rằng là cục điều tra liên bang đã làm hỏng các tài liệu của cựu tổng thống Donald Trump thì Ủy à, ban tư pháp hạ viện là ông Jim Jordan à, bắt đầu gửi một cái lá thư rồi à, coi như là à, can dự vào trong cái vấn đề này thì như tất cả chúng ta đều biết mỗi một lúc bất cứ những cái vấn đề gì À, hơi nóng bỏng một tí thì quỹ ban tư pháp hạ viện ông jim jordan cũng như là jim comer thì hai ông này hay nhảy ra rồi để viết thơ rồi gửi thì coi như trong khoảng một vài ngày rồi là biến mất và cho đến cái thời điểm này thì thẩm phán cannon có thể buộc tội cố vấn đặc biệt là ông chuck smith cũng như là cục điều tra liên bang về cái tội khinh thường tòa án và điều này có thể khiến cái việc mà tiên án thuộc về thẩm phán cannon chứ không phải là bộ tư pháp và đây là cái cách suy nghĩ của mình thôi cũng có thể đúng hoặc là cũng có thể sai, cho nên tất cả các cô chú và anh chị em có những cái suy nghĩ nào khác hơn thì mình cùng nhau đưa ra để bình luận. Và tiếp theo sau đây là thông tin liên quan tới Lala Trump về các khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Nguồn tin cho biết là việc gây quỹ tháng 4 đã vượt quá mong đợi của chúng ta. Số tiền quyên góp trung bình dưới 30 đô la điều đó có nghĩa là hầu hết người dân của đất nước này đã hiểu những gì đang xảy ra và những gì đang bị đe dọa và có một câu hỏi được đặt ra cho La La Trump như sau phần lớn thời gian là Trump bị giữ chân trong phòng xử án làm thế nào bạn có thể quyên tiền và đưa Tổng thống Trump ra trước nhà tài trợ nếu như ông ấy phải ở New York cả ngày và La La Trump đã trả lời như sau Họ muốn giữ Donald Trump mắc kẹt trong phòng xử án và không thể ra ngoài vận động tranh cử và hy vọng điều đó bằng cách nào đó sẽ giúp ích cho Tổng thống Bãi Đen. Nhưng số lượng thăm dò ý kiến của Donald Trump tiếp tục tăng lên tại chiến dịch tranh cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Trump. Chúng tôi đã thông báo rằng việc gây quỹ trong tháng 4 đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi đã quyên góp được 76 triệu đô la và điều tuyệt vời nhất là số tiền quyên góp trung bình dưới 30 đô la, điều đó có nghĩa là hầu hết người dân của đất nước này đã hiểu những gì đang bị đe dọa. Và họ cũng thảo luận về tầm quan trọng của cuộc tranh luận giữa Donald Trump và Tổng thống Biden trên sân khấu. Mọi người muốn thấy Trump và Tổng thống Biden trên sân khấu cho một cuộc tranh luận có đủ thời gian để bỏ phiếu, nhưng tôi tin rằng cuộc tranh luận đầu tiên sẽ diễn ra sau cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu. Và Lala la Trump nói tiếp, chúng tôi sẽ kêu gọi tranh luận nhiều hơn. Donald Trump nói rằng, mọi lúc, mọi nơi và bất cứ nơi đâu, ông cũng sẽ tranh luận với Tổng thống Bãi Đen. Và bắt buộc phải nhìn thấy hai người đàn ông này trên sân khấu, nhìn thấy hai ứng cử viên này. Những người không chỉ muốn lãnh đạo đất nước chúng ta mà còn muốn trở thành nhà lãnh đạo của thế giới tự do, đối đầu mặt đối mặt trên sân khấu tranh luận. Và đồng thời nguồn tin cũng cho biết thêm là Lara Trump cũng thảo luận về các nhiệm vụ nhằm ngăn cản việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử. Và đồng thời nguồn tin cũng nói thêm là Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã kiện tiểu bang Nevada nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử. Và tiếp thêm một câu hỏi nữa được đặt ra cho Lara Trump như sau: Tôi thấy Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và chiến dịch của Trump đang để đơn kiện ở một bang chiến trường để ngừng kiểm phiếu sau ngày bầu cử. Bây giờ bạn đang làm gì với việc kiện Nevada? Và câu trả lời của Lala Trump như sau. Cuộc bầu, cuộc bầu cử năm 2024 này bạn không thể yêu cầu kiểm phiếu sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Và ngay bây giờ đó là một trong nhiều vụ kiện mà chúng tôi đang thực hiện trên khắp đất nước này để bảo đảm rằng điều đó xảy ra rằng chúng ta có một cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch. Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ Ủy ban Quốc gia đảng cộng hòa cùng với cái uh, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump thì uh, họ làm việc không có ngừng nghỉ để tìm cách chống lại cái vấn đề mà uh, gian lận cũng như là thao túng cuộc bầu cử năm 2024 này. Và hiện tại bây giờ thì cái điều uh, cảm thấy cũng khá là hay đối với La La Trump là họ đang kiện tất cả những cái bang không có cho là kiểm phiếu sau cái ngày bầu cử. Có nghĩa là như cái cuộc bầu cử năm 2020 họ kiểm phiếu sau cho tới 2 tuần, tới 3 tuần. Cho nên trong năm 2024 này thì hiện tại bây giờ là quỹ ban quốc gia bầu cử là họ muốn sau cái ngày kết thúc cái ngày bầu cử là phải chấm dứt, không có cho được kiểm phiếu tiếp. Thì cái điều này cũng có thể giúp được một phần trong cái vấn đề mà họ có thể tính toán để coi như là thao túng cuộc bầu cử sau khi cái ngày bầu cử xong thì họ sẽ à, chen cái phiếu bầu vào thì à, cho nên đây là cũng một cái vấn đề à, có thể ngăn chặn được một phần thao túng cuộc bầu cử. Và có một số người thì họ tin rằng à, chắc chắn rằng là trong năm 2024 này cái cái phiếu bầu mà Đối với cuộc tổng thống Donald Trump có nghĩa là đối với tổng thống thì chắc chắn có, có nghĩa là họ không có gian lận, không có thao túng. Và bởi vì tất cả hiện tại bây giờ là mọi cái người dân họ để ý tai mắt rất là nhiều, cho nên cái vấn đề mà họ muốn thao túng cái cuộc bầu cử đối với tổng thống cũng như là cái phiếu bầu à, của tổng thống thì rất là khó bởi vì rất là nhiều người họ để ý cũng cái, cái vấn đề mà à, thao túng cũng như gian lận nó không có dễ giống như là năm 20 cho nên cái vấn đề ở đây có thể là họ sẽ để cho cựu tổng thống donald trump đắc cử thì có thể cựu tổng thống donald trump sẽ thắng một cách là lông trời lở đất một cách là vang dội là bởi vì nếu như họ không có thao túng không có bất cứ có nghĩa là xảy ra một cái cuộc bầu cử bình thường thì cựu tổng thống donald trump có thể à, có được cái số phiếu lên tới hàng trăm triệu số phiếu phiếu bầu và họ có thể để cho cựu tổng thống donald trump giành được chiến thắng một cách lông trời lở đất để lội tổng thống biden cũng như phó tổng thống của ông một cách hợp pháp mà tổng thống biden không thể cho rằng là họ đã vắt chanh bỏ vỏ và bằng mọi cách họ phải làm như thế nào đó để lấy cho được hạ viện và thượng viện và sau khi cựu tổng thống donald trump tái đắc cử thì họ sẽ dùng thượng viện và hạ viện để trức phế ông cho nên họ thả để cho cựu tổng thống donald trump tái đắc cử một cách vang dội tất cả những cái vấn đề thì cựu tổng thống Donald Trump thắng về cái mặt pháp lý thì ông là coi như là tổng thống. Nhưng cái vấn đề ở đây thì họ đã nắm về cái hạ viện và thượng viện thì coi chừng khi mà một vài tuần thì họ sẽ dùng những cái vấn đề nào đó thì họ sẽ trức phế của tổng thống Donald Trump. Bởi vì họ nắm thượng viện và hạ viện thì cái vấn đề mà trức phế của tổng thống Donald Trump đối với họ rất là dễ thì khi mà trước phế của tổng thống donald trump thì ngay bây giờ là chủ tịch hạ viện có nghĩa là mike johnson hoặc là cái người nào khác thì cái người này sẽ trở thành tổng thống tạm thời của hoa kỳ và tổng thống tạm thời này của hoa kỳ sẽ chỉ định một phó tổng thống thì đương nhiên họ sẽ đưa một người của họ vào mà không cần phải bầu cử thì sau khi tổng thống tạm thời từ chức thì phó tổng thống trở thành tổng thống và lúc bấy giờ thì tổng thống sẽ chọn phó tổng thống thì lại họ tiếp tục đưa vào thêm một người nữa làm phó tổng thống mà không cần phải bầu cử. Thì cho nên họ đã có phó tổng thống và tổng thống một cách hợp pháp mà không cần phải bầu. Và đồng thời họ có thể muốn chọn ai làm tổng thống hoặc ai làm phó tổng thống tùy theo cái sở thích của họ. Cho nên tất cả chúng ta cần để ý thêm một phần nữa có nghĩa là nếu mà không có vấn đề mà gian lận hoặc là thao túng đối với cái cái cuộc bầu cử của tổng thống thì có lẽ là cái vấn đề chính của họ là thượng viện và hạ viện họ muốn giữ cái thượng viện và làm bằng cách nào đó để lấy luôn được cái hạ viện để cái thứ nhất hạ viện có thể phá được tất cả những cái chính sách của cựu tổng thống Donald Trump nếu như ông tái đắc cử và đồng thời khi mà có được hạ viện và họ có được thượng viện thì họ sẽ tìm cách trích phế cựu tổng thống Donald Trump một cách rất là dễ dàng để đưa tất cả những cái người mà họ muốn không cần phải bầu chọn chỉ đưa thẳng vào trong làm tổng thống và phó tổng thống một cách hợp pháp. Cho nên tất cả chúng ta ngay bây giờ thì mình để ý, chúng ta nên để ý rất là nhiều cái vấn đề chứ không có riêng về cái vấn đề mà đối với cuộc tổng thống đã nào trăm mà chúng ta phải để ý tới cái vấn đề bầu cử đối với thượng viện và hạ viện luôn. Cho nên cái việc làm của mọi cái người dân bây giờ thì nó hơi bận biểu hơn một tí là phải để mắt rất là nhiều thứ à, tổng thống thượng viện và hạ viện. Đó là những cái vấn đề chúng ta cần để ý cho cái cuộc bầu cử năm 2024 này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.